Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta lại trao đổi với nhau một cái chuyên đề tương đối là mới lạ và cũng có một phần nào đó có thể nói là hấp dẫn. Một cái chuyên đề mà chúng ta ít gặp trên các mạng, các sách, các cái thư tịch nói về phong thủy. Đó là cái chuyên đề tăng cường cái tỷ lệ, nâng cao cái tỷ lệ sinh con theo ý muốn, theo các cái nguyên lý của phong thủy. Cái câu chuyện sinh con theo ý muốn từ trước đến nay, người ta có thể nói coi như là một cái bí kíp, nó bí truyền ở trong phong thủy. Trên thực tế thì không phải là như vậy. Thế và sinh con theo ý muốn theo phong thủy đấy, thì có rất nhiều người cho rằng là ở đây là một cái thuật về cầu tự, nhưng mà thực chất nó cũng không phải như vậy. Và rồi bất kỳ một cái bí kíp nào thì nó cũng có những cái vấn đề là lưu truyền, là bị lộ bí mật ra dân gian, và câu chuyện sinh con theo ý muốn lưu truyền trong dân gian là tương đối rộng rãi, và nó cũng có rất nhiều cái dị bản khác nhau mà chúng ta thường nói là tam sao thất bản. Và cái câu chuyện tam sao thất bản này thì nó cũng dẫn đến nhiều cái hậu quả nó rất là nghiêm trọng. Thế nhưng để mà thấy được cái tính khoa học và cái hiệu quả của sinh con theo ý muốn theo cái nguyên lý phong thủy thì trước hết chúng ta sẽ làm rõ một số cái phương pháp dân gian để mà tính trước cái thời gian sinh nở, tính trước cái thời gian thụ thai, và qua đó thì tăng cái khả năng, tăng cái tỷ lệ sinh nam hoặc là sinh nữ theo cái mong muốn của mình.